start flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, don't know, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Xin mời tất cả các bác cùng hãy đeo những chiếc iPhone lắng nghe ca khúc qua Sennheiser 5002. Các bác đến từ thủ đô Hà Nội có nhá. Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển chẳng nói đâu. Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan. Đời tôi đánh mất, giấc mơ không còn. Biển xưa đã vắng em trên đường, biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan ngàn lắm lối đau. Hoa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Có người hẹn tôi cuối phương trời, biển xưa lắng nghe chẳng xóa lối liền, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé, làm nên oan trái sóng run nồng lên. Ai âu không về, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan cô đơn biển cả. Đưa mày đây. Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Ngày hôm nay được đón tiếp anh Kết cũng như là chú và em qua sắm cho mình những bộ Sennheiser và bác Kết này, thì anh em YouTube chắc là cũng không lạ gì rồi. Một dân chơi có tiếng trong âm thanh sân khấu rồi. Đây là những bộ mic 5002 mà bác có thể mua hộ những người anh em. Thì ngày hôm nay các bác hãy nhìn những tay mic em Cao 5002 và em nói rằng đẹp xuất sắc và chỉ thiếu cái thùng xốp là có thật các bác nhá. Và khi chúng ta đã được trải nghiệm những dòng mic này thì em khẳng định với tất cả các bác rằng chúng ta không thể quên được. Vấn đề là đầu tư kinh tế, nhưng mà chúng ta đừng đầu tư sai. Có thể có những cái bộ dàn của chúng ta đã vừa vặn rồi thì chúng ta hãy đầu tư vào thiết bị này, nó mới là điều quan trọng thì nó mới ra được chất chát của nó các bác nhá. Chứ đôi khi chúng ta đầu tư sai và chúng ta vẫn để lại những bộ mic tàu để chúng ta hát bộ dàn một vài trăm triệu, cái đó thì em Cao không bao giờ ủng hộ các bác. Đây là những dòng 5002 và phải nói rằng xuất sắc luôn. Các bác hãy nhìn chi tiết, em Cao quay rất chi tiết, sắc nét gửi đến tất cả các bác. Và nói đến mic em Cao rất là nhiều, MD5235 và Deceiver thì 3532. Các bác hãy nhìn và rất nhiều những bộ mic 5002 em Cao đang có tại em Cao. Một lần nữa khẳng định với tất cả các bác rằng nếu như chúng ta chơi gọi là thâm sâu thì chúng ta phải xài những dòng này.
thì nó mới đáng đồng tiền bát gạo. Và khi chúng ta ca hát biểu diễn đã một phần, nhưng chỉ cần bày và đặt thôi trong nhà thì cũng khá là sang rồi các bác nhá. Các bộ mic lên tới gần 100 triệu. Và đấy là những cái gì mà em Cao muốn nói tất cả. Và nếu như bác nào đã và đang muốn có ý định chơi thêm những đồ vào bộ dàn thì chúng ta sẽ nghiên cứu và tách bạch nó ra. Đây là những bộ mic mà chúng ta không thể xa rời được. Khẳng định với các bác rằng nếu khi chúng ta hát một thời gian thôi thì chúng ta mới thấy được rằng sang nhà bác hàng xóm thôi, chỉ hát sen đời thấp thôi thì chúng ta đã rất khó chịu rồi. Khẳng định với các bác rằng cố gắng vượt qua 10-15 ngày đầu. Có thể nó rõ nét, cứng cáp quá cho nên là các bác lại nghĩ là sao nó lại cứng thế này. Nhưng mà bộ mic này nó cũng sẽ làm sao ạ? Nó huấn luyện chúng ta sẽ trở lên hát hay hơn rất nhiều. Tại sao lại vậy? Khi mà gọi là câu chuyện và tự làm lấy mà ăn thì chúng ta giọng hàng ngày luyến láy nó mới lên được. Chứ còn ngày nào cũng echo dài chiều sân ga từ đầu tàu, từ đầu tàu ra tới Hà Nội rồi mà đi tàu vẫn ở Sài Gòn thì đó là những bộ dàn gọi là vừa hát vui chơi, còn đây là chuyên sâu biểu diễn ca hát các bác nhá. Nói một chút thôi, còn đấy là chia sẻ mỗi một lần mic lên đường. Một lần nữa cảm ơn anh em và cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành với Cao Gmail Hoàng Mai. Và chúng ta nhìn lại một lần nữa những tay mic và em quay rất sát luôn để chúng ta nhìn lại cận cảnh một lần nữa những tay mic em Cao cung cấp cho tất cả các bác. Và nói đến mic thì các bác alo em Cao gần như là đu đủ luôn các bác nha. Những tay mic đây, em Cao khẳng định với các bác rằng không thể nào đỡ nổi về độ đẹp các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao.